Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn 4 thông tin của 4 dự án. Dự án đầu tiên đó chính là dự án Game, dự án thứ hai là dự án Time Farm và dự án thứ ba là dự án HoCoin và dự án Wcoin. Đối với cái dự án Game này thì nó vừa kết thúc cái bể khai thác của cái đợt trước và bây giờ thì nó lại bắt đầu ra một cái bể khai thác nữa với cái pool đợt này là 2 tỷ các bạn nhé. Lần trước thì nó chỉ cho khai thác tối đa là 250 triệu đến 500 triệu. Lần này thì nó đã cho một cái bể rất là lớn là 2 tỷ cái đồng WP này. Và hiện tại thì đang có rất là nhiều bạn đang không vào được để khai thác vì hiện tại nó đang unlock cái mã code. Dự án này thì rất là tiềm năng, các bạn không thể bỏ qua bởi vì ở đây đã có Binance đầu tư vào đây rồi và có rất nhiều quỹ lớn đã hợp tác với cái dự án này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta unlock cái mã code của dự án này để chúng ta có thể khai thác được nhé. Khi các bạn nhấp vào cái mục khai thác ấy, thì nó sẽ hiển thị lên cái mục Unlock and Join này. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ nhập cái mã là Moon nhé. Các bạn sẽ nhập cái mã code là Moon. Chúng ta sẽ nhập vào đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhập vào cái mục Unlock ở đây. Thì chúng ta sẽ bắt đầu là vào khai thác được nhé. Cái kèo này rất là tiềm năng và đợt này thì nó cho một cái bể 2 tỷ để cho chúng ta khai thác thì nó sẽ được kéo dài rất là lâu. Không như lần trước là chỉ được có 250 đến 500 triệu thôi. Thì nó rất là ít và khai thác nó nhanh hết. Nhưng mà đợt này thì các bạn có thể là khai thác thoải mái. Và bây giờ thì mình sẽ cập nhật cho các bạn thông tin của cái dự án Time Farm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu cái cách để chúng ta có thể là nâng cấp nó lên để tăng cái thu nhập lợi nhuận hàng giờ nhé. Các bạn sẽ nhấp vào cái mục Upgrade này. Và đây nó sẽ có nhiều lựa chọn để cho chúng ta tăng cái tốc độ khai thác lên. Như hôm trước ý, thì nó ra tốc độ khai thác cao nhất là X8 nhé. Đây hôm trước là có X5, X8 này thì mình đã nâng cấp lên X8 rồi. Và tối hôm qua thì nó đã ra cái X13 này, X20 này. Đó thì bây giờ các bạn có thể là nhấp vào đây để chúng ta X20. Thì các bạn sẽ bỏ ra chi phí là 6 triệu cái đồng coin này. Thì chúng ta sẽ mua được cái gói X20 này trong vòng 6 tiếng. Có nghĩa là nó sẽ kéo dài một phiên khai thác 6 tiếng nhé. Bình thường những cái gói khác thì nó chỉ có 4 tiếng này, 5 tiếng này. Nhưng mà gói cao nhất này là X20 này thì chúng ta sẽ được kéo dài phiên khai thác là 6 tiếng. Thế còn các bạn có ít tiền thì các bạn có thể là mở những cái gói này nó sẽ rẻ hơn nhé. Đấy, gói này thì 5 triệu, gói này 4 triệu này. Sau khi các bạn nhấp vào đó thì chúng ta sẽ bị trừ một ít cái điểm xu ở đây. Đấy, cái điểm coin mà các bạn khai thác được ấy. Nhưng bù lại thì nó sẽ tăng cái tốc độ khai thác cho mọi người nhé. Ở đây mình đang chọn cái gói cao nhất là X20 này. Thì sau 6 tiếng là kết thúc một phiên khai thác mình sẽ được hơn 400.000 cái đồng xu này. Đây là cái cách để chúng ta tăng cái lợi nhuận. Con này thì khai thác rất là nhàn, chúng ta chỉ hết giờ là vào claim thôi, chứ không phải tap tap ở trên màn hình nhé. Và đặc biệt là cái dự án này thì nó đã gọi vốn được hơn 45 triệu đô rồi. Khả năng cao là chúng ta sẽ được ăn cái kèo này rất là lớn này. Và bây giờ thì mình sẽ cập nhật cho các bạn tiếp theo cái dự án Wcoin mà sáng nay mình vừa mới chia sẻ cho các bạn nhé. Cái dự án này thì nó sẽ có một cái điểm đặc biệt, đó là nó sẽ khai thác tự động khi mà các bạn mua con bot nhé. Chúng ta chỉ bỏ ít xu ra để chúng ta mua cái con bot đấy thôi và nó sẽ có thu nhập thụ động hàng ngày hàng giờ cho chúng ta này. Ở đây các bạn sẽ nhấp vào cái mục bot này và chúng ta sẽ mua cái con bot ở đây nhé. Cái này thì sáng nay mình mua rồi nên bây giờ nhấp vào nó sẽ không hiển thị nữa. Nếu bạn nào chưa mua thì các bạn có thể là mua cái con này. Nó tốn chi phí đâu đấy có mấy chục nghìn xu thôi nhưng mà nó sẽ có thu nhập thụ động cho các bạn nhé. Lúc khoảng 8 rưỡi tối nay thì mình vào tài khoản mình đã nhận được là 122.306 cái đồng coin của cái dự án Wcoin này. Đây là cái lợi nhuận khi mà chúng ta mua cái con bot này nó sẽ thu nhập thụ động cho chúng ta nhé. Đấy thì bạn nào chưa mua con bot này thì chúng ta nên mua luôn nhé. Mua sớm thì các bạn sẽ hưởng được cái thu nhập sớm. Và tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tăng cái tốc độ khai thác của cái dự án HoCoin nhé. Với cái dự án này thì các bạn sẽ dùng cái nam châm này để chúng ta hút cái đồng coin. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tăng thu nhập thụ động mỗi giờ của cái dự án HoCoin này. Các bạn sẽ vào mục Earn ở đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm danh hàng ngày để nhận thêm phần thưởng này. Rồi tiếp theo sau đó thì các bạn sẽ quay trở lại đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có những cái nhiệm vụ cho chúng ta làm để nhận phần thưởng này. Với cái nhiệm vụ này nhận được 10.000 nhé. Nhiệm vụ này nhận được 10.000 nữa này. Và đây cũng là nhiệm vụ 10.000 nữa. Có 3 nhiệm vụ mới này các bạn làm để chúng ta nhận thêm phần thưởng. Và đây sẽ có cái mục min này, chúng ta sẽ vào cái mục min này. Đây là cái danh mục chính để cho chúng ta có thu nhập thụ động mỗi giờ này. Ở đây nó sẽ có mấy cái trang này, 1 trang, 2 trang, 3 trang, 4 trang để chúng ta nâng cấp thẻ.
Khi các bạn nâng cấp thẻ điểm này nhiều lên thì cái lợi nhuận mỗi giờ của các bạn nó sẽ cao lên nhé. Thì chúng ta sẽ không phải vào đây khai thác bằng tay nhiều nữa mà chúng ta sẽ dùng bằng cái thu nhập thụ động mỗi giờ ở đây, bằng cách là chúng ta nâng cấp những cái thẻ này lên. Hiện tại thì mình đang nâng đến level 11, 12, 13 này. Để các bạn có kiếm được cái đồng xu thì chúng ta có thể nâng cấp những cái thẻ này lên càng cao càng tốt nhé. Nâng càng nhiều thì cái lợi nhuận mỗi giờ nó càng cao. Đây là cái cách nhanh nhất để chúng ta có nhiều xu và nhàn nhất, không cần phải vào đây đào bằng tay nhiều, mà chúng ta chỉ cần tận dụng cái thời gian rảnh để chúng ta nâng cấp thẻ và sau đó thì nhận cái lợi nhuận thụ động mỗi giờ. Cái kèo này thì khá là tiềm năng và đặc biệt là nó cho chúng ta khai thác tự động bằng cách là nâng thẻ này. Như vậy là trong video này mình đã cập nhật cho các bạn thông tin của 4 dự án và hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tăng cái tốc độ khai thác. Để tiết kiệm thời gian cho các bạn thì chúng ta sẽ tận dụng bằng những cái công cụ của những dự án nó có sẵn thì chúng ta sẽ có thêm thu nhập thụ động hàng giờ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và kiếm được nhiều xu và thành công với những cái dự án mà chúng ta đang khai thác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.